Côn, côn, côn. Côn video. H. Ish. No. Nha. Mọi người cần đi làm vào ngày mai. Semua orang harus pergi bekerja besok. Video đạt Vina con video để mọi người được nghỉ ngơi. Biarkan semua orang beristirahat. Ngày mai họ phải làm việc. Em tính nghỉ làm. Besok mereka harus bekerja. Tôi đã xóa tin nhắn. Con Facebook nhá. No. No. Tôi đã xóa tin nhắn. Cái gì nhỉ? Hồng bé ơi á. Bé em nghỉ á. Bây giờ đã muộn. Ý nó nói là xóa cái Messenger rồi. Biết rồi. Sekarang sudah larut. Bagaimana rasanya ditinggalkan satu hari? Cảm giác thế nào khi bị bỏ lại một ngày? Đúng rồi. Nói như nào nhỉ? Cảm giác thế nào? Tôi đã nhắn tin cho bạn rồi. Bagaimana perasaanmu? Aku sudah mengirimimu pesan. Meet you đúng không? Đúng không? Phải meet you không? Nhớ. Meet you. Saya menutup semua sosial media. Tôi đã đóng tất cả các phương tiện truyền thông xã hội. Hôm qua tôi đã mơ một giấc mơ. Kemarin aku bermimpi. Bạn thật là một người bối rối. Nè. Kemarin aku bermimpi. Tôi mơ rằng. Nè. Aku bermimpi itu. Video sleep. Đặt ngọc ngọc. No video. Đặt. Tôi sẽ biến mất một lần nữa. No. Aku akan menghilang lagi. No. Tôi sẽ biến mất một lần nữa. Vớ vẩn. Nếu bạn biến mất một lần nữa.
jika kamu menghilang lagi? Tôi sẽ biến mất và không bao giờ xuất hiện. Aku akan menghilang dan tidak pernah muncul. Aku akan menghilang dan tidak pernah muncul. Bạn có thể làm gì mà không có tôi? Tôi sẽ đi phụ hồ. Grab, Grab. Phải không nhỉ? Grab sẽ ôm. Saya akan membantu.